Kính chào quý vị đến với bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới của Đài Phát thanh và Truyền hình hôm nay. Thưa quý vị, Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí khởi động đối thoại về kiểm soát xuất khẩu và xây dựng nhóm công tác giải quyết các vấn đề thương mại. Đây là thông tin được Bộ trưởng Thương mại Mỹ Kina Raimondo đưa ra sau cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Văn Đào hôm qua. Theo Bộ trưởng Raimondo, cuộc gặp giữa bà và ông Vương Văn Đào đã mang lại cơ hội để hai bên giảm hiểu lầm về các chính sách an ninh của Mỹ với Trung Quốc. Bà Raimondo đang có chuyến thăm Trung Quốc, nối tiếp hàng loạt chuyến thăm Trung Quốc của giới chức cấp cao Mỹ trong vài tháng qua nhằm xoa dịu căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tháng này, Tổng thống Joe Biden đã ban hành xác lệnh hạn chế các hoạt động đầu tư từ Mỹ vào lĩnh vực công nghệ cao ở Trung Quốc. Các quy định mới sẽ có hiệu lực từ năm 2024 với các lĩnh vực chịu ảnh hưởng gồm chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Chính quyền đảo du lịch Bali nổi tiếng của Indonesia sẽ áp thuế đặc biệt đối với du khách nước ngoài bắt đầu từ năm tới. Khoản thuế này sẽ được sử dụng để bảo vệ thiên nhiên và di sản văn hóa cho hòn đảo của các vị thần. Chính quyền tỉnh Bali dự kiến sớm nhất là tháng 2 năm 2024 sẽ thu phí 150.000 ruby, tương đương 10 đô la Mỹ một du khách. Số tiền này sẽ được sử dụng để cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm thu hút du lịch trong tương lai. Số lượng du khách nước ngoài đến đảo Bali đang phục hồi sau khi giảm mạnh trong thời kỳ đại dịch. Hơn 2 triệu người đã đến đảo trong nửa đầu năm nay. Thống đốc Bali cho biết mức thuế mới sẽ không làm gián đoạn quá trình phục hồi khi người nước ngoài sẽ từng làm việc vì môi trường và du lịch bền vững của Bali hòn đảo đang phải đối mặt với tình trạng một số du khách không tôn trọng văn hóa và tôn giáo bản địa. Chính quyền Bali đã ban hành danh sách những điều nên và không nên đối với khách du lịch nhằm nâng cao hiểu biết về các giá trị địa phương và khuyến khích sự hành xử đúng mực. Liên đoàn lao động của chuỗi cửa hàng bách khóa Nhật Bản, Sogo và Cebu đã thông báo kế hoạch đình công nhằm phản đối kế hoạch bị bán lại. Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc đình công đầu tiên xảy ra tại một cửa hàng bách khóa lớn ở Nhật trong khoảng 60 năm. Công đoàn Sugo and Seibu cho biết đã ấn định thời điểm đình công là ngày 31 tháng 8, chủ yếu là tại cơ sở hàng đầu của chuỗi cửa hàng này ở quận Ikebukuro, Tokyo. Cuộc đình công nhằm yêu cầu công ty mẹ Seven and i Holding thay đổi kế hoạch bán Sugo and Seibu cho một công ty đầu tư của Mỹ. Công đoàn công ty đưa ra thông báo vào hôm qua sau khi cuộc họp với ban quản lý không thành công. Seven and i đã quyết định bán Sogo Cebu vào tháng 11 năm ngoái, nhưng kế hoạch này vấp phải sự phản đối của công đoàn công ty. Công ty mẹ có kế hoạch sớm tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị để đưa ra biểu quyết cuối cùng về việc bán Sogo Cebu. Lạm phát ở Hàn Quốc gần đây đã giảm xuống dưới mức 3%, nhưng có khả năng phục hồi, chủ yếu do áp lực giá dầu tăng. Lo ngại về giá thực phẩm và dầu tăng trong bối cảnh người tiêu dùng Hàn Quốc chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ tạ ơn vào cuối tháng 9. Theo báo cáo do Ngân hàng Hàn Quốc công bố hôm qua, mưa lớn kéo dài cùng với nắng nóng khắc nghiệt có thể sẽ góp phần khiến giá nông sản tươi tăng cao. Trong tháng 7, giá rau diếp và rau bina tăng gần gấp đôi, giá nông sản tăng 4,7% so với năm trước, trong khi mức tăng chỉ số giá tiêu dùng chung trong năm giảm xuống mức 2% vào tháng trước. Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc dự đoán chỉ số này sẽ tăng trở lại 3% trong hai tháng tới. Tốc độ tăng trưởng của tháng 7 ở mức 2,3% là mức thấp nhất trong hơn 2 năm. Lạm phát giảm phần lớn là do giá dầu giảm, nhưng với việc giá dầu tăng bảy tuần liên tiếp ở Hàn Quốc, điều này dự kiến sẽ thay đổi. Với kỳ nghỉ quốc lễ tạ ơn vào cuối tháng 9 đến tháng 10, Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc dự đoán giá cả cao sẽ tiếp tục kéo dài do nhu cầu cao vì người tiêu dùng mua thực phẩm và quà tặng cho dịp lễ. Tuy nhiên, bộ này cho rằng tỷ lệ lạm phát sẽ lại giảm xuống mức 2% sau kỳ nghỉ lễ và duy trì mức trung bình khoảng 2% cho đến cuối năm do khô hạn thiếu nước, ban quản lý kênh đào Panama nối Đại Tây Dương và Thái Bình Dương phải giới hạn lượng tàu thuyền qua lại, làm tăng chi phí vận tải qua đây. Theo ban quản lý kênh đào Panama, mỗi ngày tổn thất mà hàng trăm tàu thuyền phải chờ qua kênh đào Panama dao động từ 20.000 đến 45.000 đô la Mỹ. Vì các công ty vận tải tìm các tuyến đường thay thế cũng tiêu tốn khoản phí tăng thêm trị giá hàng trăm ngàn đô la Mỹ dự kiến doanh thu trong năm tài chính 2024 sẽ giảm 200 triệu đô la Mỹ. Chưa thể ước tính chi phí vận tải tăng sẽ đẩy giá hàng hóa tăng thêm bao nhiêu, nhưng điều này là không thể tránh khỏi. Ông Roman Trash, chuyên gia vận tải hàng hải nhận định, hiện trạng của kinh đào Panama thực sự là hồi chuông cảnh tỉnh với chúng ta về tác động của biến đổi khí hậu. Giải pháp khả thi duy nhất hiện nay là chờ mưa trở lại. Nếu không có mưa, chúng tôi sẽ không thể dỡ bỏ các biện pháp giới hạn tàu thuyền dự báo tình trạng hạn hán ở khu vực sẽ diễn ra thường xuyên hơn. Khép phiên giao dịch đầu tuần 28 tháng 8, các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ tăng điểm khi số liệu kinh tế được công bố trong tuần này có thể ảnh hưởng đến quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Fed vào tháng 9. Đóng cửa phiên đầu tuần chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,63% lên 34.559,98 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 cộng thêm 0,6% lên 4.433,31 điểm. Và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,84% lên 13.705,13 điểm. Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều tăng trong tuần, được xem là tuần không chính thức cuối cùng của mùa hè, thời điểm có quá nhiều chỉ số kinh tế được theo dõi chặt chẽ. Josh Kanson, giám đốc điều hành của Horizon Investment Survey nhận định: "Tôi không tin những gì xảy ra trên thị trường trong tuần này, đó là một tuần mà về mặt lịch sử không có nhiều điều xảy ra, nên bất kỳ tin tức nào cũng trở nên nghiêm trọng hơn." Trong bài phát biểu tại hội nghị Ngân hàng Trung ương ở Jackson Hole cuối tuần qua, Chủ tịch Fed ông Jerome Powell cho biết lạm phát vẫn còn quá cao, nhưng lưu ý rằng sự bất ổn kinh tế đòi hỏi phải hoạch định chính sách tiền tệ nhanh nhẹn và nói rằng Fed sẽ tiến hành cẩn thận. Ông Kansen nhận định về tuyên bố của Chủ tịch Fed, chúng ta đang tạm lắng về tin tức cho đến khi chúng ta quay trở lại với mùa báo cáo thu nhập và sẽ có nhiều hành động cũng như thảo luận hơn từ Fed. Thị trường cũng lưu ý việc Trung Quốc thông báo sẽ giảm một nửa thuế trước bạ đối với hoạt động giao dịch chứng khoán, một động thái nhằm kích cầu nền kinh tế giai đoạn hậu đại dịch. Ông Robert Bablitz, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Dakota Wells, Chia sẻ. Trung Quốc đang gặp khó khăn về kinh tế, họ không thực hiện những động thái lớn hơn cần thiết để bù đắp, họ chỉ đang thực hiện những bước đi nhỏ lẻ. Tất cả đều bắt nguồn từ Covid, nó vẫn còn ảnh hưởng đến nền kinh tế của họ. Trước cuối tuần này dự kiến sẽ có một loạt dữ liệu kinh tế nổi bật bao gồm báo cáo việc làm tháng 8, chỉ số lạm phát và số liệu của Bộ Thương mại Mỹ về GDP từ tháng 4 đến tháng 6. Tất cả đều có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về tình hình kinh tế cũng như động thái chính sách tiếp theo của Fed. Phiên 18 tháng 8, giá dầu thô giảm trở lại sau mức tăng trước đó do các bước khởi động lại nền kinh tế đang suy yếu của Bắc Kinh, với lo ngại rằng việc thắt chặt thêm từ Fed có thể xảy ra. Trước phiên này, giá dầu Brent ổn định ở mức 84,42 đô la Mỹ một thùng, giảm 0,07%, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giảm 0,34% xuống mức 80,1 đô la Mỹ một thùng. Kanazawa là thủ phủ tỉnh Ishikawa, miền Trung Nhật Bản, được mệnh danh là thị trấn vàng lá. Vùng này là nơi sản xuất vàng lá lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, khi giá vàng thế giới tăng cao, ngành công nghiệp làm vàng lá 150 năm tuổi ở đây đang ở ngã ba đường. Các nhà sản xuất đang hy vọng thu hút khách du lịch nước ngoài để giúp ngành nghề của họ tồn tại. Kanazawa tự hào chiếm gần 100% sản lượng vàng lá của Nhật Bản. Xưởng sản xuất vàng lá này được thành lập hơn 100 năm trước, nhưng thời điểm này giá vàng tăng cao đã dán một đòn chí mạng vào hoạt động kinh doanh của công ty. Chúng tôi đang ở trong một tình huống khá kiêm trọng. Biểu đồ này cho thấy giá bán lẻ vàng lá tại Nhật Bản, kim loại quý đã tăng trong những năm gần đây, trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine cũng như lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu và đồng yên suy yếu. Đây là một thỏi vàng nặng một ký. Trước đây chúng tôi có thể mua được 2 kg vàng với giá khoảng 70.000 đô la Mỹ. Nhưng bây giờ chúng tôi chỉ có thể mua được một ký với giá đó nên chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc xử lý vật liệu. Hầu hết khách hàng của công ty là các tập đoàn. Công ty lo lắng rằng khách hàng có thể ngừng sử dụng vàng lá. Trong số các khách hàng chính của công ty có các nhà sản xuất bàn thờ Phật. Vàng lá từ lâu được sử dụng để trang trí bàn thờ và các phụ kiện như vậy. Nhưng những sản phẩm nhỏ gọn không có trang trí vàng lá đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây, khiến nhu cầu sụt giảm. Giá vàng cao hơn cũng không giúp được gì. Trong 3 năm qua, công ty chứng kiến lượng đơn đặt hàng từ các doanh nghiệp trong nước giảm 30%. Giá vàng lá đương nhiên tăng theo giá vàng vì vậy, mức giá hiện tại càng khiến khách hàng của chúng tôi không muốn sử dụng vàng lá nữa. Các nhà sản xuất vàng lá đang đặt kỳ vọng cao vào số lượng khách du lịch nước ngoài ngày càng tăng. Công ty có trụ sở tại Konaza này trang trí quạt, búp bê và các vật dụng khác bằng vàng lá. Họ cho biết hàng thủ công kiểu Nhật rất được du khách nước ngoài ưa chuộng, dù có giá cao. Mới hôm trước có một vị khách đã mua một món đồ có giá hơn 4.000 đô la Mỹ. Công ty đang chú trọng thu hút khách nước ngoài du lịch theo tour. Nhu cầu vàng khá cao đối với du khách, đặc biệt là những người đến từ châu Á. Chúng tôi hy vọng sẽ khám phá được nhu cầu mới về vàng lá và truyền bá sức hấp dẫn của nó. Do giá vàng dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong tương lai gần, các nhà sản xuất vàng lá đang xem xét kế hoạch kinh doanh của mình và tiếp cận các khách hàng mới. Quý vị vừa xem xong bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới của Đài Phát thanh và truyền hình Đồng Nai, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.